cháu đây đến chú là cũng là lần thứ hai rồi. Cháu xin phép là cảm ơn chú về phục vụ và hậu mãi về sau của nhà cháu. Bây giờ như này nhá, bây giờ cái quy trình và chăm sóc khách hàng của Ngọc Gia Ban đấy là cũng là rất là tốt đấy. Thì đây tôi là mua cái máy này của Ngọc Gia Ban đến bây giờ là mới được 11 tháng. Nhưng mà được cái sự quan tâm nhiệt tình của công ty chăm sóc và hậu đãi sau khi mua hàng cũng là rất là tốt. Đấy, lần này lần thứ hai nên bảo dưỡng chăm sóc, đánh da đánh thiếc rồi là bảo dưỡng tra dầu mỡ, thực ra là nó tốt. Đấy. Trong lúc chưa đánh xong thì đánh xong cái thì nhìn cái ghế nó mới sạch và nó bảo vệ được cái da nó không bị mốc, đấy là cái rất là tốt. Đấy, vì cái công ty của Ngọc Gia Bán ban nên là sau khi bán hàng là có cái sự quan tâm rất nhiệt tình đối với lại khách hàng, không phải là ở gần mà ở xa cũng vậy. Cho nên là cứ mong mỏi là công ty luôn luôn được phát huy được những cái quy trình như thế để phục vụ cho người tiêu dùng nó được thoải mái và thuận lợi nhất. Vâng, cháu cảm ơn chia sẻ của cá nhân của chú về Ngọc Gia Ban nhà cháu. Thì nhà cháu cũng luôn là nhà mạnh, nhà cháu cũng luôn gì nắm những so với nơi khác. Nhà mạnh nhà cháu là luôn theo đồng hành và hậu mãi về sau với tất cả các khách hàng. Thì cứ luôn luôn làm sao phát huy được cái quy trình làm việc, thì cái công ty mình có khả năng năng lực đến đâu mình cứ phát huy để phục vụ cho người dân được thoải mái và tin tưởng đến công ty, thì càng ngày càng phát triển mạnh mẽ lên, càng ngày càng mở rộng được thị trường. Không phải 1 đến 2 cơ sở mà đến 3, 4 cơ sở, nếu có điều kiện phát triển thì càng tốt. Không phải là Bắc Trung Nam, cứ gọi ở đâu có điều kiện mà mở được, kể cả 3 miền làm sao. Đấy là để tạo cái điều kiện cho, thứ nhất là cho người dân thuận lợi ở đâu mua đấy, nó rất là tiện. Hai là để tạo điều kiện cho công an việc làm cho công ty, người của công ty càng ngày càng thu nhập cao đến đấy, phát triển mở mang ra cái thị trường càng nhiều càng tốt. Còn không còn người này còn người khác, chẳng hạn như khu vực Văn Giang này cũng có thể nhiều người chứ. Nhưng nếu mà tốt lên thì tôi sẽ quảng cáo cho nhiều người, chẳng hạn người ta sẽ biết đến Ngọc Gia Ban thì người ta sẽ tìm hiểu. Trước mắt người ta còn phải tìm hiểu những người này, không phải là những cái ghế này không phải một lúc một mai người ta có thể người ta quyết định ngay được, có thể người ta vài tháng sau người ta mới quyết định người ta mua. Bỏ ra một vài ba chục triệu người ta còn phải năn tăn, còn phải đắn đo suy nghĩ là đồ Nhật hàng bãi nó có tốt hay không. Đó, nhiều người thì rất là sợ về cái điện 110 đấy, người ta phải suy nghĩ cái vấn đề đó. Đấy, nào đổi nguồn rồi nhất người ta cứ lo sợ về cắm nhầm làm sao, cháy có sửa được không. Đấy, nó như thế, rất nhiều người người ta sợ cái vấn đề đó. Không thì những cái, không phải là những cái đồ ghế này mà kể cả những cái tủ lạnh rồi máy giặt các thứ này, nhiều người ta cũng rất là sợ, người ta không dùng quen, người ta cứ ủi xuống dùng đồ Nhật, người ta đã bỏ đi rồi người ta còn mua về thì hỏng thì sửa làm sao được. Đấy, nó là như thế, người tâm lý người dân là như vậy, là không có đồ thay, không, đồ thay. Đấy, không có người sửa chữa chẳng hạn, người đến lúc này người gọi ai để sửa chữa. Đấy, nó như thế, tâm lý người dân là như thế. Chứ còn tôi đây thì dùng quen từ xưa, hàng chục năm nay tôi thiên về đồ Nhật, tôi biết hỏng bây giờ có người sửa thế thôi, kể cả máy giặt bây giờ cũng không có người sửa, tủ lạnh cái máy rửa bát hỏng là đều có đồ thay hết mà có gì đâu. Bây giờ nhà rất nhiều nhà thì bây giờ cũng nhà cháu thì luôn hâm mãi, có khách hàng có thắc mắc và hỏi và hàng sửa chữa bọn cháu sẽ chắc chắn là sẽ đến và bảo hành cho nhà, đến bao giờ nhà khách nhà của nhà chú là không sử dụng đến nó thôi.